Ok, xin chào các bạn, xin chào các bạn đi shop fan yêu quý của Belo Lê Thế Tổ. Vâng, và như các bạn cũng biết thì bây giờ cũng đã qua 10 giờ rồi. Bây giờ đã cũng đã qua hơn 10 giờ rồi và cũng đã kết thúc một ngày làm việc rất là dài đối với Belo Lê Thế Tổ. Đó. Và Belo Lê Thế Tổ sẽ làm việc từ 8 giờ sáng cho đến 22 giờ tối. Và thực sự là với những cái tấm thịnh tình ủng hộ từ các bạn, tất cả các bạn G-Shock fan trên cả nước cũng như là các bạn G-Shock fan tại Hà Nội, thì thực sự là hôm nay là một ngày rất rất là vui đối với Belo Lê Thế Tổ. Và trong suốt cả một ngày vừa rồi thì thực sự là phải đến những cái khoảnh khắc như thế này, những cái khoảng thời gian như thế này thì mình mới có thời gian để có thể đập hộp cho các bạn xem những cái phiên bản G-Shock mà chính mình, chính Belo cũng cảm thấy hết sức là ấn tượng và cực kỳ yêu thích nó. Ok, chúng ta sẽ dành một chút thời gian với nhau để chúng ta sẽ cùng xem phiên bản G-Shock Master G, phiên bản G-Shock Master G thuộc dòng Gravity Master, dòng G-Shock hàng không với mã hiệu là GPW2001A2, một phiên bản có thể nói là cực kỳ tuyệt vời, một siêu phẩm của G-Shock nói chung. Ok, vâng ạ, và chúng ta sẽ có một mức giá khá là cao cho phiên bản G-Shock Master G này. Ok, và nó giá niêm yết của nó hiện tại đang là hơn 30 triệu, nhưng mà đối với các bạn mua trong các dịp sale của Belo thì mức giá của nó cũng sẽ rất là tốt. Và ngay thời điểm này thì đang có dịp sale mừng kỷ niệm 10 năm Belo, thì đây sẽ là một cái cơ hội cực kỳ là tuyệt vời để cho các bạn G-Shock fan trên cả nước chúng ta có thể sở hữu được những mẫu G-Shock đắt tiền nhưng với một mức giá vừa phải hơn. Ok, chúng ta sẽ cùng mở hộp ra nhé. Vâng, và G-Shock Master G đó, chúng ta sẽ cùng mở hộp ra để xem tại sao mà một chiếc G-Shock lại có một mức giá 30 triệu. Ok, chúng ta sẽ thấy là một cái cách đóng hộp packing của G-Shock dành cho dòng Master G GPW 2000 đó, rất đẹp đó. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái biển leaflet ở đây, G-Shock Gravity Master GPW 2000. Ok, với trang bị kết nối Bluetooth equipped và GPS Hybrid Wayceptor là cái đồng bộ thời gian qua sóng GPS đó, qua định vị toàn cầu. Cùng với đó là cái vật liệu carbon được đệm vào phần dây, nó sẽ gia cố cho khả năng chống va đập của đồng hồ cũng như là nó tăng được cái độ bền của sợi dây lên rất rất là dài và rất là cao. Ok, chúng ta sẽ được sở hữu một cái phiên bản G-Shock với kết nối Bluetooth thời thượng cùng với cả cái vật liệu carbon đó, cực kỳ chất lượng trong thời điểm hiện nay. Ok, và chúng ta sẽ có thể thấy ở đây, ở đằng sau cái tờ này thì chúng ta sẽ có là ba cách để chúng ta có thể đồng bộ hóa thời gian của chiếc đồng hồ G-Shock mà chúng ta không cần chỉnh. Một là nó sẽ qua các cái trạm phát sóng radio của Casio bố trí trên toàn cầu. Cái thứ hai là qua sóng vệ tinh GPS qua định vị toàn cầu. Ok, chúng ta sẽ có bắt qua sóng radio này, chúng ta sẽ bắt qua sóng GPS này, và hoặc là chúng ta có thể dễ dàng nhất là kết nối với điện thoại. Đó, thực sự là rất là tuyệt vời phải không các bạn? Ok, và chúng ta cũng sẽ sử dụng cái G-Shock Connected, một cái smartphone app có sẵn ở trên chợ ứng dụng Android cũng như là iOS để chúng ta có thể kết nối được vào GPW 2000. Đây có thể nói là một mẫu mới nhất cho dòng G-Shock Gravity Master nói chung và dòng Bluetooth cao cấp nhất trong dòng G-Shock Bluetooth nói riêng. Ok, đó. Và cái mục GPW này nó được phát triển, ở đây các bạn có thể thấy là Develop Exclusive for Gravity Master, được phát triển độc quyền dành riêng cho dòng Gravity Master. Đó, chúng ta có thể đồng bộ tự động đồng hồ Automatic Time Adjustment, đó, tự động đồng bộ thời gian. Đó, chúng ta có thể chỉnh giờ quốc tế với hơn 300 thành phố. Đó, và chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể ghi lại được cái chặng bay, nó có tính năng để ghi lại được các cái chặng bay, vì ở đây đồng hồ này nó được thiết kế hướng đến đối tượng là những bạn mà yêu thích ngành hàng không nói chung hay là những chú bác phi công của chúng ta. Ok, rất đẹp đó. Và chúng ta sẽ có thêm một số cáo như là shock resistance này, nó shock resistance nhờ bộ dây này, cấu trúc chống sốc này, và chúng ta sẽ được phủ một cái
sợi carbon đó vào cái phần cấu trúc của phần dây, nó sẽ tăng thêm độ bền của phần dây đó. Ok, chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ còn có cả magnetic resistance. Magnetic resistance nó sẽ là chống từ này, đó, với ISO 764 đó, đồng hồ chúng ta sẽ chống từ rất là tốt. Và cùng với đó chúng ta sẽ có một cái đèn LED cực kỳ sáng ở đây. Chúng ta sẽ có một cái đèn LED cực kỳ sáng ở vị trí 7 giờ, giữa 7 giờ và 8 giờ ở đây. Đó, với cùng với kim phủ dạ quang thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng xem giờ trong bóng tối. Ok. Vâng, và bên cạnh ở đây chúng ta sẽ còn có một cái phần hộp riêng dành cho thẻ bảo hành. Ok, thẻ bảo hành của GPW 2001A2. Ok, và GPW 2001A2 này cũng sẽ được bảo hành 5 năm. Đó, 5 năm trên toàn quốc. Thưa các bạn nhé, một thời hạn bảo hành có thể nói là cực kỳ là tuyệt vời mà nhà phân phối Casio Anh Khuê đã dành cho dòng sản phẩm G-Shock và Baby G tại Belo Lê Thái Tổ. Ok, chúng ta sẽ còn có cả okay, các bạn hãy đợi mình một chút nhé, để mình tinh chỉnh lại cái gimbal của mình để có thể tiếp tục quá trình livestream cho các bạn xem. Ok, tiếp tục, sau khi mở hộp cái sách hướng dẫn sử dụng ra thì chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ có một loạt các cái quyển sách phụ bên cạnh ở đây. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng cho module 5502 cho dòng GPW2000 nói chung này. Đó, chúng ta sẽ có một cái nốt đó, GPW2000 nó sẽ còn được trang bị pin năng lượng mặt trời đó. Nói chung là tất cả những cái tính năng tối tân nhất của Casio G-Shock hiện nay thì đều được trang bị trên chiếc G-Shock GPW này. Thực sự là một chiếc G-Shock rất rất là đáng giá. So với tầm giá 30 triệu thì chúng ta sẽ nhận được một chiếc G-Shock có đầy đủ tất cả các cái tính năng mà thời thượng nhất hiện nay. Đó, ở đây là sẽ là sách về bảo hành quốc tế. Ok, như vậy chúng ta cũng đã xem xong cái phần phụ kiện rồi. Đó, và không để các bạn chờ lâu thêm nữa, chúng ta sẽ cùng mở hộp sản phẩm ra. Ok, hộp của nó cũng sẽ rất là đẹp. Đó, với chất liệu bằng giả da. Đó, rất đẹp và với độ hoàn thiện rất là cao. Logo G-Shock cũng như là chữ dòng chữ Master G. Đó, được in rất chất, rất đẹp. Đó, và được in cả phần mặt trước và mặt sau của hộp. Ok, xin chào các bạn, với GPW 2001A2, một phiên bản G-Shock cực kỳ là khủng. Cực khủng cho các bạn. Ok, mình sẽ mở khóa ra để cho các bạn xem. Thực sự là rất là tuyệt vời và sởn gai ốc khi là người đầu tiên được mở hộp chiếc GPW 2000 này. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ để nói chuyện với nhau với chiếc GPW 2000 này. Ok, về đầu tiên, về kích cỡ. Đó, cái này thì về G-Shock GPW 2000 nói chung thì nó sẽ có một kích cỡ khá là to và nó sẽ phù hợp cho các bạn mà các bạn muốn đeo, mà các bạn sẽ phải có cổ tay khoảng tầm 16cm trở lên. Đó, các bạn đeo nó sẽ cảm thấy vừa vặn cổ tay. Đó, và với cái mẫu GPW 2000 này, đó, các bạn có thể thấy là như cổ tay mình là khoảng 16 thì khi mà mình đeo lên tay, tất nhiên là nó to rồi. Đó, nhưng mà mình to như này mình mới thích. Đó, vì sao? Vì nó mới toát lên được cái vẻ đẹp hầm hố của chiếc đồng hồ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nhà mình cũng rất là thích, tuy rằng nó to như này, nó nổi bật như này, nhưng mà cái dây của nó cực kỳ là ôm sát vào tay mình. Đó, nó sẽ làm cho mình cảm giác là rất rất là thoải mái khi mà đeo đồng hồ trong thời gian dài. Đó, đeo từ sáng đến tối là mình cũng không cảm thấy có bất kỳ một cái sự khó chịu nào cả. Đó, và chúng ta cũng sẽ có một cái sợi dây được bện sợi carbon, các bạn có thể thấy ở đây. Đó, dây của chúng ta mặt ngoài nó sẽ được phủ một lớp sơn màu đen nhám. Đó, ở mặt trong của chúng ta sẽ là một lớp gia cố bằng sợi carbon. Đó, nó màu hơi xanh blue đậm này, có thể nói là tuyệt đẹp khi mà các bạn ngắm nghía trên tay. Đó, rất chất từ các bạn. Đó, và đây sẽ là sợi carbon thật nha các bạn nha. Đó, rất bền. Đó, ok, về thiết kế của đồng hồ thì chúng ta sẽ thấy là ở phần adapter nối giữa dây và vỏ đồng hồ chúng ta, nó sẽ có một khoảng
dành cho cái vật liệu carbon được tỏa sáng. Ở đây các bạn có thể thấy cái hiệu ứng của carbon, đặc trưng của carbon toát lên ở hai phần adapter giữa dây và vỏ đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số các thông tin về những cái tính năng nổi bật được Casio in thẳng lên cái phần adapter này. Chúng ta sẽ có carbon fiber này, sợi dây được bện từ sợi carbon này, Triple G Resist, nó chính là cái bộ ba của G-Shock, đó chính là chống va đập này, chống từ này và chống nước. Ok, đó chúng ta sẽ có rất là nhiều các phím bấm ở đây, rất là nhiều các phím bấm ở đây. Ok, đó. Và chiếc GPW2001A2 này thì nó sẽ có khả năng kết nối với điện thoại như lúc nãy mình có giới thiệu ở trên cái phần tờ giới thiệu này. Đó, nó sẽ có khả năng kết nối với điện thoại. Và các bạn hãy đừng sợ tất cả các cái nút bấm này, chúng ta chỉ cần kết nối vào điện thoại mà thôi là nó sẽ tự động đồng bộ giờ cho chúng ta, và chúng ta sẽ không cần phải chỉnh gì hết. Và nếu mà khi mà chúng ta muốn vọc vạch thêm một chút, chúng ta muốn tìm hiểu thêm về tất cả các cái tính năng trên chiếc G-Shock GPW2000 này, đó, thì chúng ta cũng có thể xem ngay ở trên cái phần app G-Shock Connected này. Đó, và đây sẽ là một cái video đập hộp nhanh để giới thiệu các bạn chủ yếu về các cái tính năng chính và cái thiết kế chính của G-Shock GPW 2001A2. Thế nên là mình cũng sẽ không nói sâu quá về cái các cái tính năng, các chi tiết hướng dẫn sử dụng các tính năng và cũng như là kết nối với điện thoại, mình sẽ dành để cho trong một video clip khác đó, để hướng dẫn sử dụng các bạn mà đã đặt mua GPW2001A2 tại Belo Lê Thái Tổ. Ok, đó. Và các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái móc khóa này, đó, bằng thép, chất thép rất đẹp. Đây là chất thép cao cấp nhất trong làng đồng hồ bây giờ. Đó, và chúng ta có thấy là nó sẽ được dập là Casio Japan, nó sẽ được sản xuất tại Nhật Bản luôn. Đó, ở mặt sau của chúng ta thì nó sẽ có một cái logo hình tam giác ở đây, đó, với vát vuông ở qua cạnh này. Đó, nó sẽ tượng trưng cho Triple G Resist. Và mình cũng sẽ có một cái video clip để nói sâu hơn với các bạn về cái Triple G Resist này. Đó, rất đẹp cho các bạn. Đó, chúng ta sẽ có rất là nhiều các thông tin được Casio dập lên ở phía phần nắp lưng của đồng hồ. Và các bạn có thể thấy nắp lưng của chúng ta cũng được xử lý bề mặt rất tốt, rất đẹp, với độ hoàn thiện rất là cao và thực sự rất là chất. Đó, chúng ta sẽ có tem vàng chống giả này, đó, Casio này, module máy là 5502, GPW2000 này, stainless steel back, nắp lưng bằng thép không gỉ, nó được sản xuất tại Nhật Bản. Nó mẫu này thì là 100% được sản xuất tại Nhật Bản rồi. Nó water resist 23, tương đương với cả 200m, nó bạn sẽ thoải mái sử dụng để đi bơi, đi biển cũng như là đi lặn với bình dưỡng khí. Chúng ta cũng sẽ được trang bị sapphire crystal, nó chính là cái mặt kính sapphire. Nó sẽ giúp cho chúng ta là chống xước tốt hơn. Ok, và ở đây, bốn phần ở đây thì chúng ta sẽ có phần chú thích ở các nút bấm. Đó, các bạn có thể thấy là ở đây là các phần receiving reset này, bật đèn này, start stop này. Đó. Ok. Thực sự đây sẽ là một mẫu GPW2000. Có thể nói là rất là khủng, đó, rất là khủng và với độ hoàn thiện rất là cao, rất chất. Và đây là phiên bản GPW2001A2. Đó, và mình vừa mới giới thiệu cho các bạn một cái video clip, một buổi live stream đập hộp nhanh phiên bản GPW2001A2. Còn bây giờ thì Belo sẽ xin phép được kết thúc video clip này tại đây, đó, để có thể chuẩn bị tốt hơn về mặt hướng dẫn sử dụng cũng như là các thao tác kỹ thuật để giới thiệu các bạn trong các video clip tiếp theo. Đó, đây sẽ là một chiếc G-Shock có rất là nhiều các cái tính năng để chúng ta có thể chia sẻ với nhau cũng như là trải nghiệm cùng nhau. Ok, và các bạn, nếu mà các bạn có tiện qua được Belo Lê Thái Tổ thì các bạn có thể qua trực tiếp Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, để có thể trực tiếp trải nghiệm cùng Belo, đó, mẫu GPW2001A2 này. Đó, và khi mà các bạn đặt mua G-Shock nói chung cũng như là mẫu GPW 2001A2 này nói riêng thì các bạn cũng sẽ được nhận được đầy đủ cái phụ kiện đi kèm cũng như là cái thẻ bảo hành quốc tế này, đó, thẻ thay pin G-Shock miễn phí trọn đời này, đó, thẻ VIP card này, và đặc biệt sẽ là những cái phần quà rất là đặc trưng của Belo rồi, nó sẽ chính là những cái chiếc vòng đeo tay này để các bạn có thể phối kết hợp cùng với chiếc đồng hồ G-Shock của mình. Ok,
Và chiếc này thì đã dự kiến trong buổi chiều ngày mai sẽ có mặt tại Bình Dương để có thể chuyển đến cho vị khách hàng yêu quý của Belo Lê Thái Tổ. Vâng, và mình xin giữ bí mật để tên vị khách hàng này và rất hy vọng có dịp được chia sẻ với anh trong các video clip tiếp theo. Ok, và bây giờ mình xin phép được kết thúc video clip này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.